Kênh tin nóng đất Việt xin kính chào quý vị khán giả. Quý vị và khán giả thân mến, được phục vụ quý vị hàng ngày là niềm hạnh phúc của chương trình. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả và tràn đầy hạnh phúc. Và sau đây sẽ là những nội dung nóng nhất được chúng tôi mới cập nhật trong 24 giờ qua. Mời quý vị cùng theo dõi. Hơn 107.000 người mắc COVID-19 trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần. Thưa quý vị, tính từ 29 tháng 1 đến mùng 6 tháng 2, Bộ Y tế công bố 107.552 người mắc COVID-19, không bao gồm 16.072 trường hợp đăng ký bổ sung trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh. Trong kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022, số ca mắc trung bình so với một tuần trước đó giảm nhẹ. Tuy nhiên, tại một số địa phương, lượng bệnh nhân mới trong ngày tăng cao như Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương. Đặc biệt, đến nay, cả nước không còn tỉnh, thành thuộc vùng cam, đỏ. Gần 900 bệnh nhân COVID-19 tử vong trong 9 ngày. Từ ngày 29 tháng 1 đến hết mùng 6 tháng 2, người dân cả nước bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Hơn một tuần nghỉ lễ, Bộ Y tế công bố tổng cộng 107.552 bệnh nhân mới. Trong đó, con số này không tính Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 12.084 ca và Sở Y tế Bến Tre đăng ký bổ sung 3.988 bệnh nhân trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát, bổ sung đầy đủ thông tin tại hai địa phương này. Trong dịp nghỉ lễ, 29 tháng 1 là ngày có thêm nhiều bệnh nhân mới nhất với 15.100 trường hợp, gồm 10.187 ca cộng đồng, 4.913 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Ngày 3 tháng 2, tức mùng 3 Tết Nhâm Dần, có số ca mắc thấp nhất trong vòng 2,5 tháng. Theo bản tin của Bộ Y tế, vào ngày này, Việt Nam ghi nhận 8.601 ca nhiễm mới tại 57 tỉnh, thành phố. Trong đó, 5.002 ca được phát hiện trong cộng đồng. Đây là số lượng ca mắc thấp nhất trong 80 ngày qua. Ngày thấp nhất được ghi nhận trước đó là 15 tháng 11 năm 2021 với 8.603 ca. Trong đó Hà Nội vẫn cao nhất với 2.738 ca. Tổng số ca tử vong trong giai đoạn từ 29 tháng 1 đến mùng 6 tháng 2 là 892 người. Riêng ngày hôm qua có 63 ca tử vong, thấp nhất trong vài tháng qua. Cộng dồn từ khi dịch COVID-19 bùng phát đến nay, Việt Nam đã ghi nhận tổng cộng 37.748 bệnh nhân qua đời. Trong dịp Tết, cả nước cũng có thêm 162.471 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện. Tính đến ngày hôm qua, Việt Nam đã có 2.097.464 người mắc COVID-19 khỏi bệnh. Đến nay, Việt Nam ghi nhận 192 ca mắc COVID-19 do biến chủng Omicron tại thành phố Hồ Chí Minh 92, Quảng Nam 27, Quảng Ninh 20, Hà Nội 14, Khánh Hòa 11, Đà Nẵng 8, Hưng Yên 6, Kiên Giang 4, Thanh Hóa 2, Hải Dương 2, Hải Phòng 1, Long An 1, Bà Rịa Vũng Tàu 1, Bình Dương 1, Lâm Đồng 1, Ninh Bình 1. Với tinh thần tiêm chủng vaccine xuyên Tết, sau 9 ngày nghỉ lễ, các địa phương đã tiêm được thêm 715.892 mũi. Đến nay, tổng số đã được tiêm là 182.180.300 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.089.385 liều, tiêm mũi 2 là 74.247.028 liều, tiêm mũi 3, tiêm bổ sung, tiêm nhắc lại và mũi 3 của vaccine Abdala là 28.843.887 liều. Nghệ An, Hải Dương có số ca mắc trong ngày mùng 6 tháng 2 tăng vọt. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Nghệ An, trong 24 giờ qua, địa phương này đã ghi nhận tổng cộng 958 ca mắc mới, gồm 183 ca cộng đồng. Đây là số ca mắc nhiều nhất trong 24 giờ trên địa bàn từ khi dịch xuất hiện. Từ đầu dịch đến nay, Nghệ An đã công bố 16.695 người mắc COVID-19 ở 21 địa phương. Địa bàn ghi nhận số ca mắc cao gồm thành phố Vinh 2.516, Quỳnh Lưu 1.631, Nghi Lộc 1.166, Thanh Chương 1.034, Diễn Châu 1.065, Yên Thành 1.146, Hoàng Mai 893. Số người tiêm đủ mũi cơ bản của tỉnh là 1.997.796, đạt tỷ lệ 101,9%. Số người tiêm ít nhất một mũi là 2.004.839, đạt tỷ lệ 102,3%. Số người tiêm mũi bổ sung, mũi nhắc lại là 906.771 người, đạt tỷ lệ 46,3%. Với lứa tuổi từ 12 đến 17, số trẻ tiêm đủ mũi, 2 mũi Pfizer là 266.651 người, đạt tỷ lệ 97,2%. Số trẻ tiêm ít nhất một mũi là 276.529, đạt tỷ lệ 100,8%. Hải Dương cũng có số ca mắc trong ngày mùng 6 Tết nhiều nhất từ khi dịch COVID-19 xuất hiện tại Việt Nam với 568 bệnh nhân và thêm 2 trường hợp tử vong ở huyện Tứ Kỳ. Trong ngày, tỉnh cũng phát sinh 7 ổ dịch mới. Huyện Bình Giang xuất hiện ổ dịch ở xã Thái Dương và xã Thúc Kháng. Mỗi xã có 7 ca mắc. Huyện Nam Sách xuất hiện ổ dịch ở xã Hiệp Cát 12 ca, xã Nam Trung 9 ca. Thị xã Kinh Môn có 1 ổ dịch tại phường Hiệp An với 8 ca. Ổ dịch tại xã Cẩm Hoàng, Cẩm Giàng có 6 ca mắc mới.
huyện Thanh Miện xuất hiện ổ dịch tại công ty trách nhiệm hữu hạn GFT Unique Việt Nam, xã Thanh Giang với 32 ca, gồm 25 công nhân và 7 người nhà. Cả nước không còn tỉnh thành vùng cam, đỏ. Theo cập nhật cấp độ dịch của Bộ Y tế, đến ngày hôm qua, số tỉnh thành thuộc vùng xanh cấp độ 1 về dịch COVID-19 trên cả nước đã tăng lên 41 địa phương. Đó là An Giang, Bình Dương, Bình Thuận, Bắc Giang, Bắc Cạn, Cao Bằng, Cà Mau, Hà Giang, Hà Nam, Hải Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Kon Tum, Lai Châu, Long An, Lào Cai, Lạng Sơn, Nghệ An, Ninh Thuận, Phú Thọ, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Bình, Thái Nguyên, Tiền Giang, Điện Biên, Yên Bái, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Nội, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Định, Bến Tre, Cần Thơ, Khánh Hòa, Ninh Bình và Ninh Thuận. Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh đã trải qua 5 tuần liên tiếp ở cấp độ 1 của dịch. Tất cả quận, huyện và thành phố Thủ Đức đều thuộc vùng xanh và không có địa phương thay đổi cấp độ dịch so với tuần trước. Tại Hà Nội, toàn bộ 30 quận, huyện đều được đánh giá dịch ở cấp độ 1. Ở cấp độ xã, 513 xã, phường là vùng xanh, chiếm 88,6%. 57 xã, phường là vùng vàng, chiếm 9,8%. 9 xã, phường là vùng cam, chiếm 1,6% và không có nơi nào thuộc vùng đỏ. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Hà Nội ngày 5 Tết, thành phố đang điều trị cho 51.055 người mắc COVID-19. 22 tỉnh thành còn lại là vùng vàng gồm Bình Phước, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Gia Lai, Hòa Bình, Hà Tĩnh, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng, Hậu Giang, Lâm Đồng, Nam Định, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, Tây Ninh, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Đắk Nông. Hiện tại, cả nước không còn tỉnh thành nào thuộc vùng cam, đỏ. Đánh giá ở cấp độ xã trên cả nước có 7.784 xã, phường là vùng xanh, chiếm 73,4%, 2.234 xã, phường thuộc vùng vàng, chiếm 22%, 460 xã, phường là vùng cam, chiếm 4,3%. Đến nay, cả nước chỉ còn 26 xã, phường thuộc vùng đỏ, chiếm 0,2%. Số ca dương tính ở Hải Phòng tăng, Hải Dương thêm 7 ổ dịch mới. Thưa quý vị, trong ngày cuối kỳ nghỉ Tết, thành phố Hải Phòng ghi nhận thêm 550 ca dương tính, tỉnh Hải Dương thêm 568 bệnh nhân, 7 ổ dịch mới. Tối ngày hôm qua, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hải Dương cho biết, riêng ngày 6 Tết, địa phương ghi nhận 568 ca dương tính với SARS-CoV-2. Đây là số ca mắc COVID-19 trong ngày cao kỷ lục tại địa phương. Trong đó, 170 trường hợp ho, sốt, sàng lọc cộng đồng, còn lại là các trường hợp F1, người từ tỉnh khác, người nhập cảnh trở về địa phương. Theo CDC Hải Dương, địa phương phát sinh 7 ổ dịch mới, gồm xã Thái Dương, xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, huyện Hiệp Cát, Nam Trung, huyện Nam Sách, phường Hiệp An, thị xã Kinh Môn, xã Cẩm Hoàng, huyện Cẩm Giàng và công ty trách nhiệm hữu hạn GFT Unique Việt Nam, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện với 32 ca bệnh. Trong ngày, địa phương ghi nhận có 2 ca bệnh tử vong là cụ NTD, 90 tuổi, trú huyện Tứ Kỳ và ông DTL, 76 tuổi, trú thành phố Hải Dương. Cả hai bệnh nhân đều là người cao tuổi, có nhiều bệnh nền và chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19. Cùng ngày, CDC Hải Phòng thông tin trong ngày địa phương ghi nhận thêm 550 ca dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 521 trường hợp tự đi xét nghiệm, 11 trường hợp xét nghiệm nhanh dương tính, những trường hợp còn lại là F1, thuyền viên và xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Ngoài ra, trong ngày thành phố Cảng ghi nhận 4 bệnh nhân mắc COVID-19 tử vong. Hiện thành phố Hải Phòng đang điều trị 9.169 bệnh nhân, 179 ca bệnh nặng. Đến nay, toàn thành phố đã tiêm gần 4 triệu liều vaccine phòng COVID-19 cho người dân, học sinh và trẻ em. Cũng trong ngày hôm qua, tại tỉnh Hưng Yên ghi nhận 195 ca dương tính với SARS-CoV-2 ở 9 huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh Hưng Yên hiện đang điều trị cho 690 bệnh nhân tại cơ sở tập trung, hơn 4.000 trường hợp tại nơi lưu trú. Thủ tướng không hài lòng về tiến độ sân bay Long Thành. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 2 tiếp tục chuyến công tác kiểm tra, đôn đốc thi công các công trình trọng điểm ngành giao thông vận tải, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, đôn đốc nắm tình hình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành tại tỉnh Đồng Nai. Dự án sân bay Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia với quy mô vốn khoảng 5 tỷ USD, khoảng 110.000 tỷ đồng, gồm nhiều dự án thành phần, trong đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai thực hiện dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với tổng kinh phí hơn 22.000 tỷ đồng. Đến nay, ngân sách nhà nước đã bố trí đầy đủ.
Tổng công ty hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư dự án thành phần 3 là các công trình thiết yếu trong cảng, bao gồm nhà ga hành khách, hạ tầng hàng không, hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, nhà ga hàng hóa số 1, nhà để xe, hệ thống giao thông kết nối. Tại cuộc họp ngay sau khi kiểm tra công trường, Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ không hài lòng và phê bình cách làm việc của một số cơ quan đơn vị liên quan thời gian qua. Theo nghị quyết mới nhất của Quốc hội, sân bay Long Thành phải đưa vào sử dụng năm 2025, nhưng đến nay giải phóng mặt bằng vẫn chưa xong, nơi làm việc của Ban Quản lý Dự án còn tạm bợ. Thủ tướng cũng lưu ý ACV hiện đang nhận nhiều dự án cảng hàng không, trong khi nguồn lực, thời gian có hạn, kinh nghiệm không nhiều. Ông cho rằng lãnh đạo ACV phải lên hiện trường làm việc, sát cánh cùng địa phương, cùng với dân thì mới sớm có mặt bằng cho dự án Long Thành. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, đơn vị bàn rõ việc, rõ trách nhiệm, chậm ở khâu nào, ai chịu trách nhiệm, ai làm được thì quyết tâm, ra sức thực hiện, ai không làm được thì đứng sang một bên cho người khác làm. Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các vấn đề liên quan nhằm thúc đẩy tiến độ xây dựng dự án, dành nhiều thời gian phân tích về những hạn chế, những vấn đề cần rút kinh nghiệm sâu sắc để làm tốt hơn thời gian tới. Đến nay, UBND tỉnh Đồng Nai đã bàn giao mặt bằng đầu tư xây dựng giai đoạn 1 được hơn 1.284 ha, trong tổng số 1.810 ha, tức là còn lại khoảng 525 ha. Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đề nghị cần thay đổi cách làm việc, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ như không thể đợi có đủ hàng chục nghìn bản vẽ thiết kế rồi mới thẩm định, mà phải thẩm định nhanh nhất, sớm nhất có thể, chuẩn bị ngay danh sách các nhà thầu có thể tham gia xây lắp. Kết luận cuộc họp, theo Thủ tướng, nhìn lại hơn 6 năm vừa qua, công tác lãnh đạo chỉ đạo, công tác quản lý nhà nước, công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan, việc tổ chức thực hiện và đôn đốc, kiểm tra, giám sát chưa xứng tầm với một công trình trọng điểm quốc gia, nên vẫn còn những tồn tại khó khăn vướng mắc. Do đó, người đứng đầu chính phủ yêu cầu phải thay đổi tư duy, ai được giao nhiệm vụ phải luôn quan niệm. Ai được giao nhiệm vụ phải luôn tâm niệm điều này, tất cả phải vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân. Làm việc nào, dứt điểm việc đó, tăng cường kỷ luật kỷ cương, tăng cường trách nhiệm cá nhân và đặc biệt là chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm, đấu thầu, quân xanh, quân đỏ. Về vấn đề cụ thể, Thủ tướng nêu rõ với dự án giải phóng mặt bằng đã được bố trí vốn năm 2021 và năm 2022, cơ quan nhà nước có thẩm quyền là Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, trực tiếp là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phải chịu trách nhiệm bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Các dự án tái định cư phải đảm bảo cuộc sống người dân ổn định, bằng hoặc hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước, tránh khiếu kiện. Về các gói thầu xây lắp, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu triển khai đồng bộ, Bộ Giao thông Vận tải phải chịu trách nhiệm quản lý nhà nước, các bộ ngành phối hợp với địa phương để xây dựng quy hoạch, đồng bộ các hạ tầng kết nối với cảng hàng không. Thủ tướng lưu ý phải đảm bảo hạ tầng liên quan như điện, nước, viễn thông, đường hậu cần và các hệ tầng khác cho dự án. Ban quản lý dự án phải sắp xếp nơi làm việc tập trung liên thông. Người đứng đầu chính phủ yêu cầu chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng nguyên vật liệu, phục vụ xây dựng dự án. Công tác đấu thầu phải thực hiện nghiêm theo quy định, tránh tiêu cực. Nếu cần thiết thì xem xét có hình thức chỉ định thầu đối với những dự án cụ thể. Thủ tướng nhắc nhở, công tác quy hoạch cảng hàng không và đô thị sân bay phải tổng thể nhưng xây dựng theo lộ trình, làm đến đâu, dứt điểm đến đó. Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện dự án, Bộ Giao thông Vận tải, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, các bộ ngành và địa phương phải vào cuộc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn. Đối với những vấn đề nảy sinh thì báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết để đảm bảo mục tiêu đến năm 2025 phải khánh thành giai đoạn 1 cảng hàng không quốc tế Long Thành. Thái Bình tổ chức điều trị F0 tại nhà cho hơn 1.800 trường hợp. Thưa quý vị, trong 15 ngày qua, tỉnh Thái Bình áp dụng hình thức cách ly điều trị F0 thể nhẹ hoặc không triệu chứng tại gia đình, bước đầu đem lại hiệu quả tích cực, góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế khi số ca F0 ghi nhận tại địa bàn rất lớn. Bắt đầu thực hiện thí điểm tại xã Đông Phong, huyện Tiền Hải với 3 trường hợp F0, đến hết ngày 5 tháng 2, tức ngày 5 Tết Nhâm Dần, tỉnh Thái Bình đã có 1.803 trường hợp F0 được điều trị ngay tại nhà. Ban đầu, tư tưởng của thành viên tổ tự quản cũng như quần chúng nhân dân còn hoang mang, lo ngại do mới triển khai nên còn lúng túng bỡ ngỡ.
cộng thêm lực lượng y tế cơ sở mỏng nên quá trình truy vết, khoanh vùng, phong tỏa gặp nhiều khó khăn. Vượt qua hàng loạt trở ngại ban đầu, đến nay sau nửa tháng, việc triển khai mô hình cách ly F0 tại nhà đã đem lại kết quả rất tích cực. Tất cả 8 huyện, thành phố đều áp dụng mô hình này, nhiều nhất là huyện Kiến Sương với 340 trường hợp. Tiếp đến là huyện Quỳnh Phụ với 294 trường hợp. Trong quá trình tổ chức điều trị F0 tại nhà, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19, các xã, phường, thị trấn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch của tỉnh, huyện, hướng dẫn về chuyên môn của Sở Y tế, Trung tâm Y tế và các bệnh viện đa khoa. Các xã, phường trên địa bàn tỉnh Thái Bình chủ động kêu gọi xã hội hóa để mua thùng rác thải cho F0, mua nhiệt kế, mua máy SPO2 trong thời gian cách ly theo dõi tại gia đình, đều nhận được sự quan tâm, động viên kịp thời của các ban ngành đoàn thể, của người dân trong khu dân cư nên phần nhiều phấn khởi, yên tâm điều trị. Theo Sở Y tế tỉnh Thái Bình, vì đây là các ca bệnh thể nhẹ hoặc không triệu chứng nên chủ yếu ở nhà theo dõi sức khỏe, uống vitamin, thực hiện chế độ ăn uống điều độ, kết hợp sông lá truyền thống là chính. Mô hình điều trị F0 tại gia đình là chủ trương đúng, thiết thực và hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt trong cộng đồng dân cư, góp phần chia sẻ gánh nặng cho các tuyến y tế trong thu dung, chăm sóc bệnh nhân mắc COVID-19, nhất trong dịp Tết hiện nay. Thanh tra Sóc Trăng đề nghị điều tra giám đốc trung tâm nước sạch. Thưa quý vị, hôm nay nguồn tin của báo chí cho biết, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng đã có quyết định thu hồi trên 5 tỷ đồng đối với trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Sóc Trăng. Trong đó, gần 1,3 tỷ đồng trung tâm nước sạch Sóc Trăng thu lợi ích bất hợp pháp từ việc khai thác tài nguyên nước vượt lưu lượng so với giấy phép 60 trạm trên hệ, trên 462 triệu đồng do khai thác tài nguyên nước khi giấy phép hết hạn, trên 21 triệu đồng từ việc khai thác tài nguyên nước không giấy phép và gần 3,3 tỷ đồng do tổ chức thu khi chưa có quyết định thành lập quỹ bảo vệ phát triển rừng và chưa ký kết hợp đồng ủy thác thu tiền dịch vụ môi trường rừng. Việc Trung tâm Nước sạch Sóc Trăng bị thu hồi trên 5 tỷ đồng được Thanh tra tỉnh Sóc Trăng căn cứ vào kết luận thanh tra ngày 21 tháng 1. Theo kết luận thanh tra, Trung tâm Nước sạch Sóc Trăng để xảy ra nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường và tài nguyên nước. Theo đó, Trung tâm Nước sạch Sóc Trăng đang quản lý và sử dụng 147 công trình khai thác nước, trạm, hệ cấp nước, trong đó có 146 công trình khai thác nước dưới đất, nhưng có đến 9 trạm, hệ, giấy phép đã hết hạn, 28 công trình phát sinh thêm 30 giếng khoan nhưng không lập thủ tục đề nghị điều chỉnh nội dung cấp giấy phép, 15 công trình chưa có giấy phép. Trong khi đó, việc khai thác tài nguyên nước, nước dưới đất có tới 60 trạm, hệ khai thác vượt lưu lượng trên 9 triệu mét khối và thực hiện không đúng quy định tại khoản 3, điều 43 Luật Tài nguyên nước năm 2012. Ngoài xử lý kinh tế, Thanh tra tỉnh kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng chỉ đạo chuyển hồ sơ sai phạm tại Trung tâm Nước sạch Sóc Trăng, cơ quan điều tra vì Giám đốc Trung tâm Nước sạch có dấu hiệu vi phạm quy định tại khoản 1, điều 227 Bộ Luật Hình sự về tội vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh cũng đề nghị Trung tâm Nước sạch Sóc Trăng xem xét trách nhiệm xử lý ông Trần Minh Bình, trưởng phòng kế hoạch tuyên truyền và ông Ngô Thống Nhất, trưởng phòng tài chính quản lý khách hàng cùng nhân viên các trạm, hệ do lập lại sổ quan trắc, cung cấp hồ sơ không chính xác cho đoàn thanh tra, gây mất thời gian thanh tra.